Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là hỗ trợ từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng cho phụ huynh, miễn học phí cho sinh viên đại học và cung cấp thêm 1.200 đồng cho mỗi sinh viên. Hạn chót nộp đơn nhận chương trình LIHEAP 2.000 đồng cho mỗi gia đình, hết hạn vào 31 tháng 3 2024. Stimulus check 750 đồng đã có và cách kiểm tra. Cửa hàng miễn phí 100% vật dụng gia đình, thực phẩm cho low income. FDA cảnh báo sản phẩm Balance of Nature. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Bộ Giáo dục của tiểu bang Idaho đã thông báo trên cái trang chính thức của mình vào ngày 13 tây tháng 11 2023, là tất cả học sinh ở Idaho có thể nhận được sự hỗ trợ từ 1.000 đến 3.000, và những cái số tiền này sẽ chuyển đến cho phụ huynh của học sinh. Trang website sẽ bắt đầu được mở ra để đăng ký vào ngày 16 tây tháng 11 2023, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Đây là một khoản trợ cấp do nhà nước tài trợ được trao cho học sinh trường công, trường tư và học sinh học tại nhà cũng được nhận hỗ trợ này. Mỗi học sinh sẽ được nhận 1.000 đồng, tối đa một gia đình sẽ được nhận 3.000 đồng tiền hỗ trợ này. Số tiền này sẽ được trao cho cha mẹ giữ để chi trả những cái chi phí về học tập của con em, như là mua laptop, trả tiền internet, trả tiền đi cắm trại cho những cái buổi sinh hoạt của trường. Ưu tiên đối với những gia đình có thu nhập thấp dưới 60.000. Sau đó thì nếu còn dư tiền thì họ sẽ cho những cái gia đình có thu nhập dưới 75.000 nộp đơn. Và nếu sau đó còn tiền nữa thì họ sẽ chia cho những gia đình có cái income cao hơn 75.000. Ngoài ra thì ở Idaho họ cũng đang sử dụng một cái quỹ liên bang để xây dựng một cái phòng khám y tế, nha khoa cho người có thu nhập thấp. Thì với cái phòng khám dịch vụ y tế gọi là Terra Greeley sẽ nằm ở gần đường Eagle. Nó sẽ cung cấp các dịch vụ y tế, nha khoa, sức khỏe và dược phẩm cho bệnh nhân, bất kể là thu nhập và tình trạng bảo hiểm sức khỏe như thế nào. Quý vị có thể vào cái đường link ở dưới này nha, để mình có thể đăng ký. Quý vị vào đây và bấm apply ở đây. Ở Massachusetts thì ngày 15 tây tháng 11 2023, thống đốc Maura Healey đã công bố một đợt mở rộng hỗ trợ tài chính mang tính lịch sử, đem về lợi ích cho khoảng 25.000 sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, cộng đồng công lập và các trường đại học của tiểu bang. Chương trình mở rộng của Mass Grant Plus sẽ trang trải học phí, lệ phí, sách và chi phí cung cấp cho sinh viên đủ điều kiện nhận Pell Grant, đồng thời giảm tới một nửa chi phí tự chi trả cho sinh viên có thu nhập trung bình. Miễn phí đại học cho sinh viên 25 tuổi trở lên nhằm giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho mọi người, không có bao gồm tiền phòng và tiền ăn. Thì cái quỹ và cái chương trình Mass Grant Plus này sẽ chi trả toàn bộ chi phí học phí và lệ phí cho sinh viên đủ điều kiện, bao gồm một khoản trợ cấp bổ sung thêm lên tới $1,200 cho mỗi sinh viên. Học sinh có thu nhập trung bình, nghĩa là gia đình của những học sinh này có cái nguồn thu nhập từ 73.000 đến 100.000 thì sẽ được giảm chi phí tự chi trả đến một nửa. Những sinh viên có thu nhập trung bình này phải đăng ký học toàn thời gian thì có đủ điều kiện để nhận cái hỗ trợ này. Quý vị có con em là sinh viên đại học ở Massachusetts có thể vào đường link này để mình xem cái sự hỗ trợ $1,200. Ở Mississippi thì vào ngày 14 tây tháng 11 2023, Bộ Dịch vụ Nhân sinh của Mississippi đang thông báo cho khách hàng đang tham gia chương trình nhận hỗ trợ SNAP và những người gia đình khó khăn đang nhận hỗ trợ của Thank về những cái thay đổi sắp tới với những cái ứng dụng di động ngày 30 tháng 11 2023. Thì những cái ứng dụng trên cái trang mymdss.ms.gov này, quý vị sẽ có thể chuyển đổi trang khác gọi là access.ms.gov.
cập nhật tất cả những cái thông tin chuyển tiền, gửi tiền hàng tháng của mình. Thì quý vị nào ở Mississippi thì chú ý đây là một cái trang website mới thay cho cái trang website cũ là MyMDSS sẽ chuyển thành access.ms.gov. Đối với Georgia thì vào ngày 17 tây tháng 11 2023, người nhận chương trình SNAP ở Georgia có thể sẽ không nhận được những cái khoản chuyển khoản của phúc lợi SNAP cho đến tận tháng 1 năm 2024. Đây là cái thông báo mới nhất nha. Hơn 100.000 người dân ở Georgia đang chờ đợi và hết sức hy vọng để nhận được tiền thanh toán SNAP. Tình trạng tồn đọng hồ sơ cộng với cái việc thay đổi cập nhật cái hệ thống máy móc đã khiến cho cả 100.000 người ở Georgia đang khó khăn khi mà đã không nhận được những cái phân phối của chương trình SNAP quá lâu. Và hiện giờ thì với cái thông báo mới này, có lẽ đến tháng Giêng 2024 thì những người ở Georgia đang nhận hỗ trợ SNAP mới có thể nhận được những cái chuyển khoản phân phối này. Tại tiểu bang Georgia vào ngày 14 tháng 11 2023 thì giống như các tiểu bang khác, Georgia phải hoàn tất quy trình cho 2,8 triệu thành viên Medicaid trước tháng 5 năm 2024 để tái xác nhận lại hồ sơ cho tất cả những người đang có Medicaid. Thư sẽ được trực tiếp gửi đến 130.000 người đang có Medicaid. Cho nên quý vị ở Georgia chú ý là trong những tháng kế tiếp thì sẽ nhận được những lá thư của Medicaid để họ kêu mình tái xác nhận lại. Thì quý vị phải chú ý những cái thư đó. Quý vị có thể truy cập vào những cái đường link của những cái trang web gateway.ga.gov này, tái xác nhận, điền đơn trả lại cho chương trình Medicaid. Quý vị chỉ có thể vào cái đường link này để tái xác nhận lại hồ sơ của mình, điền đơn online khi mình đã nhận được cái lá thư thông báo của Medicaid sắp tới. Đây là cái cách tái xác nhận lại lợi ích Medicaid của mình nhanh nhất và tránh bị mất thư nếu mình gửi qua đường bưu điện. Hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại 1-877-423-4743 để nhờ nộp đơn điền đơn qua điện thoại. Tùy thuộc vào trường hợp cá nhân của người có Medicaid thì họ sẽ có được những cái lựa chọn là có chương trình Medicaid hoặc là chương trình Medicare for Kids nếu như họ không có đủ điều kiện nhận chương trình Medicaid. Cho nên quý vị nào ở Georgia mà từ 19 đến 64 tuổi mà thu nhập thấp 100% mức nghèo liên bang thì quý vị cứ đăng ký cái chương trình Medicaid thông qua Georgia Pathway to Coverage. Quý vị có thể click vào đây để liên lạc nha. Ngoài ra thì ở Georgia, Bộ Dịch vụ Nhân sinh Georgia đã thông báo thời gian nộp đơn cho mùa đông 2023-2024 của chương trình hỗ trợ năng lượng cho gia đình thu nhập thấp LIHEAP sẽ bắt đầu cho nộp đơn từ 1 tháng 12-2023. Chương trình này giúp người Georgia bao gồm chủ nhà và người thuê nhà với các chi phí liên quan đến việc sưởi ấm ngôi nhà của họ thông qua các khoản thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp năng lượng gia đình. Để đủ điều kiện thì thu nhập của một gia đình phải ít hơn hoặc bằng 60% thu nhập trung bình ở Georgia. Đối với một hộ gia đình có một người thì cái thu nhập để đủ điều kiện nhận cái sự hỗ trợ chi phí chi trả cho những cái năng lượng sưởi ấm mùa đông này là 29.713 đồng. Và đối với một hộ gia đình có 5 người thì thu nhập là 66.284 đồng thì sẽ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ. Cư dân Georgia từ 65 tuổi trở lên hoặc những người phải ở nhà vì lý do y tế sẽ có thể đăng ký từ ngày 1 tháng 12-2023. Hộ gia đình và những cá nhân đủ điều kiện khác bắt đầu sẽ được nộp đơn từ 2 tháng Giêng 2024. Vào năm 2022 thì số tiền hỗ trợ là từ 500 đến 1.500 cho mỗi hộ gia đình. San Diego ngày 5 tây tháng 11 2023, cơ quan quản lý nước quận San Diego công bố cư dân có thu nhập thấp có thể tiếp cận hàng triệu đô la hỗ trợ của liên bang để giúp thanh toán các hóa đơn nước và nước thải sinh hoạt quá hạn. Thời hạn nộp đơn cho chương trình hỗ trợ nước cho cư dân có thu nhập thấp đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 3, 2024. LIHEAP sẽ thanh toán hóa đơn tiền nước
và hóa đơn tiền nước thải lên đến 2.000 đô la cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Quý vị có thể click vào những đường link ở dưới này nha. Theo như bài báo của Kumu.com ngày 13 tây tháng 11 2023 thì ở Missouri đang mở ra một cái cửa hàng miễn phí dành cho những người có thu nhập thấp hoặc là những người cần hỗ trợ những cái vật dụng trong gia đình, từ quần áo, giày dép, máy móc, lương thực, thực phẩm, hầu như tất cả mọi thứ trong gia đình. Bởi vì đây là một cửa hàng miễn phí ở Ashland. Cửa hàng do một tổ chức phi lợi nhuận thành lập và điều hành, gọi là Help Hands Southern Bone. Mọi thứ đều miễn phí cho những người có nhu cầu. Cái cửa hàng miễn phí này nó nằm ở cái vị trí là 113 East Broadway. Nó lớn gấp 3 lần cái địa chỉ cũ. Nếu như quý vị cần một chiếc giường hoặc một thứ gì đó tương tự mà tại cửa tiệm không có thì cứ để lại địa chỉ và số điện thoại, cửa hàng sẽ liên lạc. Sau khi sẽ cố gắng liên hệ với một số nơi khác để có được những món đồ mà quý vị đang cần để sử dụng. Giờ mở cửa của cái cửa hàng này vào mùa đông nó sẽ là từ thứ hai đến thứ ba, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Từ thứ tư đến thứ năm là 5 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi chiều. Từ thứ bảy, thứ hai và thứ tư thì từ 9 giờ sáng đến buổi trưa. Quý vị có thể vào cái website này để xem tin tức và cụ thể giờ mở cửa của cái cửa hàng miễn phí này nha. Theo Yahoo Finance ngày 17 tây tháng 11 2023, sản phẩm Balance of Nature đã ra lệnh ngừng bán thực phẩm bổ sung sau vụ kiện của FDA như thế nào? Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho thương hiệu Balance of Nature ngừng sản xuất và bán các sản phẩm thực phẩm bổ sung trong tuần này sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cáo buộc hai công ty có trụ sở tại Utah đứng đằng sau thương hiệu này liên tục vi phạm luật về cách họ sản xuất và tiếp thị các sản phẩm bổ sung của mình. FDA cho biết công ty tiếp thị Balance of Nature đã phớt lờ những cảnh báo của liên bang trong nhiều năm về việc vượt quá giới hạn trong những gì họ có thể tuyên bố về các bệnh mà thực phẩm bổ sung của họ có thể chữa khỏi hoặc ngăn ngừa. Trong khi đó, những người chịu trách nhiệm sản xuất thực phẩm bổ sung Premium Production LLC và giám đốc điều hành Brian bị cáo buộc đã không làm đủ để đảm bảo sản phẩm của họ thực sự chứa các thành phần như họ đã tuyên bố. Trong hồ sơ của tòa án, các luật sư của FDA và Bộ Tư pháp đã cáo buộc Elvic đưa ra hàng chục tuyên bố không có căn cứ về lợi ích của Balance of Nature, bất chấp cảnh báo nhiều lần từ chính quyền. Ngoài ra thì trên cái bài báo của valuework.com ngày 31 tây tháng 10 2023 có thông báo rằng những cái tấm trek 750 đồng của Arizona đã bắt đầu đến vào ngày 15 tây tháng 11 2023 này. Thì trong khoảng thời gian này, quý vị nào ở Arizona mà kiểm tra thùng thơ hoặc nhà băng chưa thấy những cái tấm trek hoàn thuế 750 đồng. Đối với một gia đình có tối đa 3 trẻ phụ thuộc dưới 17 tuổi và trong gia đình có người phụ thuộc trên 17 tuổi sẽ được nhận 100 đồng cho mỗi người, bất kể là bao nhiêu người. Tất cả những tấm check này sẽ được bắt đầu gửi ra từ 15 tây tháng 11 cho đến 30 tây tháng 11 2023. Quý vị nếu không nhận được thì hãy vào đường link sau đây để mình có thể kiểm tra cái tình trạng, cái số tiền của mình nó đã đi tới đâu. Quý vị có thể vào đường link của Arizona Department Avenue, click vào ở đây familyrebate.arizonataxic.gov. Quý vị có thể đánh cái tên của mình ở đây. Sau khi mình đăng nhập tất cả những cái thông tin cần thiết vào rồi thì mình bấm qua trang kế, họ sẽ cho mình biết tình trạng cái số tiền của mình đang ở đâu và khi nào đến. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.